Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo gửi phương án thi Trung học Phổ thông năm 2020 cho Chính phủ và công bố quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Nạn châu chấu lưng vàng đang tàn phá một màng của bà con nông dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Nguy hiểm rình rập khi mỗi ngày có hàng trăm người dân quanh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vô tư tắm sông Đà. Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng Internet. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cho Chính phủ để trình Quốc hội. Theo báo cáo của Chính phủ để trình Quốc hội, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày là mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Về cơ bản, kỳ thi không có nhiều thay đổi so với năm 2019. Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ phải thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp Trung học Phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Chương trình đã được tinh giản theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ đã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kỳ thi tại địa phương đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thành công. Ngày 5 tháng 6, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Quy chế sẽ áp dụng cho kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020. Kỳ thi Trung học Phổ thông năm nay đặt mục tiêu chính là xét tốt nghiệp. Bộ vẫn chỉ đạo ra đề thi, song Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức. Các quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi đều cơ bản giữ như kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019. Quy chế quy định về thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông gồm 6 nhóm quan trọng như quy định chung, chuẩn bị tổ chức thi, đối tượng, công tác đề thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó sẽ tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Các bài thi toán, ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay quy định rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của từng khâu. Chỉ cần làm đúng theo quy chế ở tất cả các khâu, kỳ thi sẽ diễn ra an toàn và nghiêm túc. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2020. Hoạt động ý nghĩa này nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin được sử dụng vào hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng còn khó khăn. Cổng thông tin ủng hộ hoạt động từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 đến hết 24 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2020, cú pháp nhắn tin là TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn được gửi đi sẽ ủng hộ cho chương trình là 20.000 đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về việc tổ chức chương trình quảng bá điểm đến văn hóa du lịch Hà Nội năm 2020. Loạt hoạt động này dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đây là chuỗi hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu điểm đến văn hóa lịch sử, du lịch Hà Nội với thông điệp an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch nội địa Hà Nội, liên kết du lịch Hà Nội với các địa phương khác. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 6, lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục nhập cảnh cho các thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam mua quả vải tươi. Đây là những thương nhân đầu tiên trong số 309 thương nhân người Trung Quốc đã được Bộ Công an đồng ý cho phép nhập cảnh vào Việt Nam để đến khảo sát đàm phán thu mua vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, những thương lái này được chính quyền huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận, bố trí phương tiện để đưa về địa phương thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay. Những ngày qua, nạn châu chấu lưng vàng đã và đang tàn phá hoa màu và các loại cây trồng khác của bà con nông dân xã Mường Chanh, huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nặng nề. Mặc dù tình trạng này mới diễn ra từ ngày 25 tháng 5, nhưng hiện đã có hơn 10 hecta diện tích rau màu trồng ngô, lúa đã bị châu chấu tàn phá, gây ảnh hưởng tới thu nhập của bà con vùng biên. Theo báo cáo, hiện tượng châu chấu lưng vàng xuất hiện ngày càng dày đặc và lan rộng, tập trung nhiều nhất tại một số bản như bản Nà Hin, bản Cang, bản Bóng với mật độ phổ biến 10 con trên 1 mét vuông, có chỗ cao lên đến 30 con trên 1 mét vuông, đặc biệt có chỗ tập trung cục bộ lên tới 120 con trên 1 mét vuông. Diện tích bị thiệt hại nặng khoảng hơn 10 ha gồm cây ngô, cây lúa nước của bà con chưa đến kỳ thu hoạch và nhiều loại cây trồng lâm nghiệp. Trên địa bàn xã Mường Chanh thì hiện nay đang cái dịch cháu đi rộng khoảng 3 cây số. Thì đối với địa phương thì có biện pháp, thì đối với biện pháp thì thứ nhất là bắt bằng thủ công, thứ hai nữa là chỉ đạo người dân để mà mua thuốc về mà phun chống dịch cho cháu. Sau có khi triển khai thì người dân cũng đã tiếp tục để mà tiến hành từ đi mua thuốc và phun. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Mường Chanh đã thực hiện nhiều giải pháp để phòng dịch, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện để được giải quyết. Sau khi phát hiện thì Ủy ban xã Mường Chanh đã báo cáo huyện và đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp xây dựng kế hoạch phòng chống châu chấu tre. Thì hiện nay thì chỉ đạo bà con nhân dân tập trung thu hoạch lúa sớm để mà tránh cái châu chấu hại cái đến cây lúa ở trên địa bàn xã Mường Chanh. Phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban huyện là báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đưa ra những giải pháp nhằm tránh cái thiệt hại. Trước thực trạng châu chấu lưng vàng xuất hiện ngày càng dày đặc và lan rộng, người dân vẫn đang dùng thuốc trừ sâu, lưới vải màn và thắp đèn ban đêm để bắt nhưng vẫn không hết. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đang báo cáo lên cấp trên để tìm giải pháp khắc phục cho người dân. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã phát hiện 6 ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại các huyện Yên Mô, Nho Quan và Tha Viễn, buộc tiêu hủy trên 8.500 con gia cầm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ninh Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng. Yên Mô là một trong những huyện có tổng đàn gia cầm lớn của tỉnh Ninh Bình với hơn 705.000 con. Trong tháng 4, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại xã Yên Đồng. Huyện đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch lây lan đến từng hộ dân. Tôi cũng làm theo như là hướng dẫn của bên thú y là cứ 2 tuần một lần là tôi rắc vôi, là phun thuốc khử trùng. Rồi là gia đình tôi cũng làm vệ sinh sạch sẽ cho đàn gia súc, gia cầm là gà, vịt. Nếu cũng theo dõi nếu nó có vấn đề gì khác thường là chúng tôi cũng báo cho bên thú y và bên chính quyền của đội. Toàn tỉnh Ninh Bình có trên 4,2 triệu con gia cầm. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đã đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm. Đến nay đã đạt trên 90%. Đồng thời tiếp tục duy trì đội kiểm tra lưu động, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, khuyến khích người dân thực hiện những biện pháp chăn nuôi an toàn. Thì trong thời gian vừa qua, sau khi phát hiện ra có một số cái ổ dịch cúm gia cầm, thì chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và sau khi có kết quả dương tính với lại virus H5N6 thì chúng tôi tuyên truyền cho bà con là tổ chức tiêm phòng, bao vây, khống chế để dập dịch và đồng thời nó là tiêm phun thuốc khử trùng tiêu độc ở các cái khu vực mà xung quanh để làm sao hạn chế việc lây lan cúm gia cầm ra diện rộng, và trong cái thời gian ngắn thì chúng tôi đã dập dịch thành công. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm phê duyệt kinh phí phòng chống dịch hàng năm, vì trình tự, thủ tục đấu thầu, mua vaccine kéo dài, trong khi diễn biến thời tiết, dịch bệnh ngày càng phức tạp. Nếu việc tiêm phòng không đúng thời điểm, gia súc, gia cầm sẽ không kịp hình thành kháng thể miễn dịch để phòng chống dịch bệnh ở những thời điểm giao mùa. Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Năm nay, thời tiết ủng hộ, bà con chăm sóc đúng kỹ thuật nên lúa cho năng suất cao, ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Theo tính toán của người dân, đây là vụ lúa được mùa toàn diện, với năng suất ước đạt 68 tạ trên 1 ha. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh Nam Định gieo cấy 73.100 ha, tập trung sử dụng các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ như Bắc Thơm số 7, Nếp 97, Nếp Hương Yên, Nhị Yêu 838, CT16. Nhìn chung cây lúa đều, bộ lá đẹp, chế độ nước tưới kênh mương đảm bảo cho lúa trổ bông nên hạt lúa chắc cao, mẩy, vì vậy hạn chế được dịch bệnh. Những năm qua, phong trào khu dân cư 30 tại thôn Bối Khê, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo vệ môi trường khu dân cư. Hộ bà Nguyễn Thị Phương được biết đến là hộ đi đầu trong việc xử lý rác thải ngay tại gia đình ở thôn. Năm 2015, được sự hỗ trợ của ban ngành đoàn thể trên địa bàn về thùng nắp đậy hố rác, bà đã tiến hành phân loại và xử lý rác bằng chế phẩm. Từ đó không chỉ hạn chế lượng rác xả thải ra môi trường mà còn giúp gia đình bà Phương có thêm lượng phân hữu cơ bón lót cho cây trồng. Hộ bà Phương chỉ là một trong gần 200 hộ của thôn Bối Khê thực hiện phân loại xử lý rác tại gia đình. Thực hiện cái xử lý rác thải tại gia đình đã mang lại cái nguồn phân để bón cho cái cây cối và cũng sạch sẽ cho môi trường. Nhận thức được việc hỏa táng có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như giảm các thủ tục trong việc hiếu, gia đình ông Nguyễn Ngọc Điếu đã quyết định đưa người thân đi hỏa táng khi qua đời cách đây 2 tháng. Khi bà nhà tôi mất thì tôi về cũng thống nhất với các con là sẽ hỏa táng vừa là tiện lợi cho gia đình, cái thứ hai nữa là sạch sẽ, cái thứ ba nữa là vệ sinh nó cũng không có cái gì. Nếu là trường hợp mà để thì đến lúc cất nhắc lên lại còn phải công tác vệ sinh nữa, nó cũng phức tạp. Có thể nói, nhiều năm trở lại đây, thôn Bối Khê được đánh giá là thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Bình quân 70% số hộ tại thôn thực hiện hỏa táng cho người thân khi qua đời. Nghĩa trang của thôn cũng được đồng bộ từ nhiều năm nay. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng khu dân cư 30. Cùng với đó, ban công tác mặt trận của thôn luôn sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân, tổ hòa giải, duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn. Hàng năm đều hòa giải thành công từ 2 đến 3 vụ mâu thuẫn. Phong trào khu dân cư 30 là một trong cái chỉ tiêu chính trong cái chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa và bình bầu xét ông bà cha mẹ mẫu mực con hiếu thảo hiền của thôn, cho nên là cái động lực đó nó sẽ thúc đẩy được cái phong trào lên rất là mạnh. Với hiệu quả thiết thực của các tiêu chí mang lại cho người dân mà phong trào khu dân cư 30 nhận được sự hưởng ứng của đông đảo và ngày càng lan rộng trên địa bàn thôn xã. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay việc tắm sông Đà mỗi khi thời tiết nóng bức đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận, cứ vào thời điểm 17 đến 19 giờ hàng ngày, hàng trăm người dân từ già đến trẻ ở thành phố Hòa Bình tụ nhau ra hai bên bờ sông Đà để tắm. Một số người còn chủ quan không mang đồ bảo hộ, liều mình bơi lội ra giữa dòng sông. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những cảnh báo tuyên truyền và cả cắm biển cấm tắm sông, nhưng người dân vẫn bất chấp vô tư xuống tắm sông. Với việc tắm sông tự phát như hiện nay, nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sâu sát trong kiểm tra để người dân nhận thức rõ việc phòng chống tai nạn đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội, tránh tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.000 công trình hồ chứa, đập dâng, trong đó có 17 công trình hồ chứa có dung tích lớn, 61 công trình hồ chứa vừa, còn lại là hồ chứa nhỏ, đập tràn tự do. Sau khi có sự cố vỡ đập Đầm Thìn tại huyện Cẩm Khê vừa qua, ngành nông nghiệp Phú Thọ đã tiến hành rà soát và phát hiện có 37 hồ chứa bị hư hỏng, trong đó có 6 hồ chứa hư hỏng nặng thân cống, 2 hồ chứa đập dâng bị vỡ, còn lại sạt trượt thấm hỏng thân cống, thân tràn, hỏng cửa van. Đây là các hồ chứa đập dâng công trình thủy lợi được xây dựng từ nhiều thập niên trước, đến nay đã xuống cấp, hồ sơ công trình bị thất lạc, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành công trình. Tỉnh yêu cầu các ngành chức năng cần kiểm tra, rà soát lại mức độ an toàn của tất cả các hồ đập để có biện pháp đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 30 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nhiều cơ sở doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Với những giải pháp đồng bộ, đến nay nhiều cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năm 2018 là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đông Đô, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đối mặt với những vấn đề về ô nhiễm môi trường không khí, nước. Sau khi đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, chỉ sau 1 năm, đến năm 2019, công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đến nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã được khắc phục đáng kể. Trước đây khi mà chưa xây dựng hệ thống thì ở đây là mình có cái hệ thống xử lý nước thải truyền thống là ba ngăn và xử lý bằng các cái hóa chất. Bây giờ thì có cái công nghệ thì định kỳ là các cái đơn vị tư vấn cũng như xây dựng người ta về người ta hoàn thiện cái hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Chúng ta giảm thiểu môi trường là càng rõ rệt. Tương tự nhiều năm nay, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai thị trấn Như Quỳnh và làng nghề tái chế trì Đông Mai xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm đã đưa hoạt động sản xuất của làng nghề ra khu sản xuất tập trung ngoài khu dân cư. Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp các ngành, địa phương, nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý giảm thiểu ô nhiễm. Nhiều bãi rác đã bị đóng cửa. Theo tổng hợp của ngành chuyên môn, đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có trên 23 cơ sở bị đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó có 15 cơ sở y tế, 6 bãi chứa rác thải, 1 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát hiện sớm các cơ sở gây ô nhiễm, các đơn vị mà có các cái công trình nhưng mà cái hoạt động mà cái xả thải nó chưa đạt được quy chuẩn môi trường thì chúng tôi phối hợp cùng với các doanh nghiệp để tìm nguyên nhân và sớm khắc phục, kiên quyết là các cái đơn vị mà không có công trình mà gây ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục đình chỉ để tập trung vào xử lý đến khi nào xong. Mục tiêu đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải. Với việc đưa chất lượng nước thải sau xử lý của các cơ sở sản xuất kinh doanh lên loại A của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kết hợp với quy chuẩn địa phương sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân, làm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn phá thành công một chuyên án bắt giữ một đối tượng về hành vi buôn bán chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sồng Nhè Tu sinh năm 1968, trú tại xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Tang vật lực lượng công an thu giữ gồm 2 bánh heroin, 5.955 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác. Ngay sau khi phá án thành công chuyên án ma túy lớn này, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã biểu dương chúc mừng thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Bắc Yên. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy sinh năm 1987, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Cơ quan điều tra cho biết Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác đã sử dụng giấy tờ giả để thành lập 5 công ty, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Các đối tượng đã đề nghị người mua ký khống, ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu, sau đó cấu kết với nhân viên ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng ngàn hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an, đã phát hiện nhiều đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ. Theo đó, đối tượng đóng giả là người Việt Nam tại nước ngoài mua hàng online với số lượng hàng hóa lớn, giá trị tài sản cao từ những người kinh doanh trong nước, đồng thời gợi ý chuyển tiền trả trước cho người bán hàng online thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. Bộ Công an cảnh báo chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính ngân hàng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác, hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Đối với các tài khoản công khai dùng để giao dịch online cần hạn chế số tiền dư quá lớn, tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.